Mến chào các bạn. Thì vùng đất mà nếu mà để mà đất kinh doanh, đất nền, đất nông nghiệp hoặc là đất để mà đất thổ cư thì ở cái vùng Nam Bang Lâm Hà, Lâm Đồng này, tại vì nó gần với Đà Lạt, nó chỉ 20 km thôi là tới. Thì bây giờ hiện tại giờ đang hot nhất vùng này, thành ra mình mới tìm một người có đất rất nhiều ở đây. Xin chào em. Là mình sẽ đi quay video để giới thiệu cùng các bạn những cái lô đất với cái địa thế đẹp nhất và giá mềm nhất tại đây, để mà mình giới thiệu cùng các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu thì mua. Cho anh hỏi là bây giờ em nói là ở đây em có cái đất em bán, thì anh thấy cái view đây thì cực đẹp rồi, nhìn ra thấy tượng mẹ Quan Âm, tượng Phật Bà Quan Âm, rồi kia có nhà thờ nữa. Nhà thờ cũng gần rồi, rất là đẹp. Thị trấn Nam Bang. Như vậy thì ở đây đất là mình bán sao em ơi? Cái này thì em bán chỗ này, em bán mét tổng này em có 150 mét. Cái vườn tiêu này ha em? Đúng rồi, vườn tiêu đó anh. Này, cái đường đây nó sắp lên bê tông này. Chuẩn bị đổ bê tông 3,5 mét, cách nhựa 100 mét. Từ đây ra đường nhựa 100 mét. Đúng rồi, 100 mét. Như vậy đổ bê tông ra mình chạy ra là khỏe rồi. Ô tô đi được không? Ô tô đi bình thường. Du lịch bán tải xe, tải xe 3 tấn, 8 tấn vẫn ở bình thường. Vậy hả? Đường này anh nói đường mới đổ đó. Đường mới đổ. Mình có 150 mét mặt đường ha. Đúng rồi, 150 mét. Đây là đất khu thuộc khu dân cư. Khu dân cư. Đúng rồi, khu dân cư thì nó sẽ sâu vào khoảng độ 55 mét. 55 mét. Em cái này em tách được được 7 lô. Tách được 7 lô là 7 mét. 7 lô là 7 mét. 4 lô là mỗi lô 10 mét. Sâu vào 65 mét. Sâu vào 65 mét. Thì em bán chỗ này là 58 triệu. 58 triệu một mét. Là cái đất ở bên này á là nó ngắn hơn hay sao? Ở dưới này là nó ngắn 50 mét, 50 mấy mét, còn trên kia có mấy lô thì nó sẽ sâu vào là 65 mét, trên 60 mét thì bán giá nó cao hơn. Như vậy là ở cái 6 mấy mét là em bán bao nhiêu tiền một mét ngang? Em bán 65 mét. 65 mét. 65 triệu hả? 65 triệu một mét. Một mét ngang. Đúng rồi, một mét ngang, sâu vào 65 mét đấy. Sâu vào 65 mét. Là 65 triệu mét ngang. Hiện đang bán, bây giờ nó đang thấp hơn thị trường ở quanh khu vực này khoảng độ 10 triệu đến 15 triệu mét. Một mét ngang. Đúng rồi, là em bán là cái đất hiện tại giờ đất thổ cư ở đây. Em đã tách thửa đồ ra rồi, đã có giấy tờ đồ rồi. Đúng rồi. Là em bán với giá rẻ hơn ở thị trường là 10 triệu một mét. Đúng rồi. Người thật việc thật các bạn nha. Mua bán là không phải lo sợ gì hết. Đây, có địa chỉ, số điện thoại đồ nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cứ riêng các bạn ở xa đến mua là cứ giấy tờ rồi tất cả dịch vụ là bên em lo hết. Đây là một người là về lo về dịch vụ, giấy tờ pháp lý, tất cách sổ tất đồ là coi như là bạn này là lo tất tần tật 100% hết. Đúng không? Rồi cái kia là bán 60 triệu mét em. Đúng rồi. Còn ở dưới là 55 triệu hả? Ở dưới này đang bán 58 triệu. 58 triệu một mét. 58 triệu mét vuông, trên này nó sâu anh ạ. Một mét ngang, mét ngang, em đừng nói mét vuông ấy, làm sao một mét ngang. Đang ở đó lắm. Đây, chúng ta cùng theo để lên trên. Thì ở thấy đất ở trên này á. Mình thấy cái thấy đất nó bằng và nó cao hơn. Nó cao hơn dưới đây một bậc nè. Là nó đi theo cái chiền dốc. Thì mình ở đoạn nào thì mình đi theo cái đoạn, mình ở đoạn nào thì theo cái đoạn độ cao đó thì quá đẹp. Ra cầu Thác Voi một cây rưỡi số. Có số điện thoại luôn. Đây là phân lô. Đây là hồ người ta tưới ha. Cái này hồ là em biết là để tưới tiêu. Tưới tiêu. Là từ ranh từ đây đây. Đúng rồi, ranh từ đây cũng. Từ đây cũng kia 150 mét. Ai mà có nhu cầu mà mua để đầu tư. Nó mua để kinh doanh, mua đầu tư đấy là mềm hơn, mua đầu tư đất là mềm hơn. Bán chỉ cho người ta đầu tư. Lô đất rất là đẹp ha.
đất cái thế đất rất đẹp, một cây máy à, kia ra tới đường ngay gần đây rồi, đúng rồi đây, ngay, đây. Từ đây lên đúng 100 mét anh. Đường nhựa ngay đây rồi à. Như vậy thì ở cái lô đất này quá quá là thuận tiện ha. Cái này nó chỉ có lên đường thôi là được rồi. Lên đường bê tông là coi như là VIP luôn á. Đúng rồi, cái giá này là hiện anh đang bán cái giá đồng đất này. À. Mà nó lên đường bê tông là người ta mua vào đầu tư đó rất là lời. À. Như vậy mình ra đây là thôn gì ạ? Ở đây là ra đây là khu Quang Trung hả? Quang Trung Gia Lâm. Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 2. À, Quang Trung 2 Gia Lâm. Vậy gần xịt đấy mà. À. Đang à. Ở đâu mình đi thử ra coi, 100 mét mình đi thử xem. Sẵn đi luôn cho người cho mọi người biết chứ kiểu có nhiều khi rồi nói nè. Chưa tới 100 mét rồi, đường nhựa rồi. Đây. Đây, 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 đường nhựa đây nè. Đó. Đó, đường nhựa mặt tiền đó rồi. Thôi. Được rồi. Ừ. À, đó cái view. Trời sắp mưa rồi. Đen thui à. Đó cái view cực đẹp ha. Kia, nhà thờ. Một khu vực đầy lý tưởng, cách một có 100 mét đường nhựa mà bán chỉ có giá 60 triệu một mét ngang, quá rẻ. Hồi giờ anh tưởng đất ở đây mắc lắm á chứ. Chỗ này là em đang bán giá cho nhà đầu tư. À, bán cho nhà đầu tư. Bán nhà đầu tư người ta vẫn sanh lời bình thường. À, vẫn sanh lời bình thường. Cái khu này gần khu dân cư á, là nó người ta giãn dân là nó sẽ ra rất là nhanh ha. Ừ, gần nữa thì đây thì ở trong này cũng có nhà người ta ở nhiều rồi đúng không, có đường bê tông phía trong này luôn rồi. Nhưng mà đường này thì nếu lên bê tông thì dân có phải góp tiền không em? Đường này là đường dự án 100% của nhà nước. À, một dự án 100% của nhà nước. Đây, nhà cửa người ta ở ngay đây rồi. Cách nhà thờ một cách tượng Quan Âm là chắc đâu tới 1 km ha. À, cây rưỡi ha. Ra tượng đó cỡ cây rưỡi, nhà thờ. Nhà thờ một cây số. À, nhà thờ cây số, tượng cây rưỡi. Là mình hết cái vườn tiêu này luôn hả em? Đúng rồi, hết 150 mét em. Nếu mà giờ mà thí dụ như người ta mua hết cái này thì nếu tính ra là bao nhiêu tiền? Cái này hết thì em bán nó sẽ rẻ hơn, là mua người ta mua xỉ thì mình sẽ bán rẻ hơn. À. 60 thì mình có thể là bán 50. Năm mấy đó. À, à. Ở đây, đó, nhà khu dân cư người ta ở. Đường tất cả đây là đường thông. Ở bên kia trại gì em ha? Bên đấy là trại... Tầm phải không? À, cái hình như cái chạy tầm, cái mà cái nó có cái du lịch mà cho người ta xem tầm đấy. À không, cái đấy là ngay sau bên này, du lịch ở bên này. À, du lịch mấy này hả? À. Ủa, anh nhớ phía sau nhà thờ đi xuống mà. Không. À, kia ô tô chạy đường nhựa kia. Đó, gần đấy. Ừ. Rồi, đi xem chút nữa. Chỗ này mà làm cái đường lên thì ok đó. Người dân thu nhập thấp người ta vào đây người ta mua 7 mét hoặc là mua 2 lô. À. À, có 14 mét là nhà vẫn được mà. Thì Ford ra có 100 mét là đường nhựa rồi. Đúng không? À, ra 100 mét là đường nhựa rồi. Mai mốt ở khu này nếu mà như vậy là nó sẽ hình thành một khu dân cư rất là đông đảo ha. Rất là đông đúc đó. Em bán ra đất lên là nó rẻ, rẻ nhất so với khu vực ở quanh quanh đây. À. Em đang bán muốn bán ra để lấy vốn ra. À. À, bán nhanh. Tới đây là hết rồi. Ở đây là lên của mình. À.
Rồi mình sẽ để cái số điện thoại ở trong tiêu đề video đó, ở trong phần mô tả video á. Rồi các bạn nào mà mua thì thôi, cái này đất nhiều thôi, để mình để số điện thoại trên tiêu đề luôn cho bà con dễ mua bán ha, dễ mua. Rồi, rồi từ đây ra 100 mét là tới đường nhựa khu dân cư lớn luôn các bạn nha.